xin giới thiệu đến tất cả anh em. Hôm nay em có về một số dòng mixer nha, hàng bãi Nhật nha đó, anh em. Và em giới thiệu đầu tiên, con đầu tiên nha. Dòng này là Mackie 1402 VLZ Go. Dòng này em bán số lượng rất nhiều nha các anh em. Đây cũng là 1402 VLZ Go. Hàng này của Mỹ nha các anh em. Điện 100V, điện 100V nha. Và đây là con Alexis. Dòng này có chỉnh Eco. Đây dòng này 8 lai nha các anh em, dòng nhỏ mini. Và đây là con Golang 4U8. Dòng này có chơi chỉnh số nha các anh em. Và sau có những cái ngõ cũng quang này các anh em. Quang in, quang out. Phía sau hàng da băng nha, hàng da băng nha các anh em. Hàng này da băng nha. Hàng mini da băng này các anh em, mini da băng. Và đây là con mixer số Yamaha. Con mixer vô số Yamaha các anh em. Dòng này là AW 4416. Dòng này loại lớn nha các anh em. Mấy cái cơ này nó chạy tự động nha các anh em. Nó có motor giống nó chạy em giống á. Con này giá rẻ nha các anh em. Cái lô này con này về mua giá rẻ, bán giá rẻ. Dòng này em bán là em chỉ bao lên điện thôi nha, còn test các anh em tự lo nha. Tại dòng số này em không có chiên, em mới nhập về bán thôi. Anh em nào cần mấy loại này thì liên hệ em. Hàng hôm nay về được nhiêu thôi. Rồi xin chào đến tất cả anh em. Hàng bán bao chạy. Rồi xin chào.